một loại nước khiến gan sạch mát tới già, anh chị đã biết chưa? Gan nó là một bộ phận nội tạng đáng thương nhất trong cơ thể của chúng ta. Mỗi ngày ấy thì nó phải thực hiện hàng trăm những cái chức năng và hàng ngàn những cái phản ứng hóa học để thanh lọc máu, bảo vệ tim, để giải độc cho cơ thể. Gan cũng là nơi mà nó dự trữ, sản xuất và điều phối những cái dưỡng chất hormone quan trọng cho cơ thể chúng ta. Có những lúc nó mệt mỏi nhưng nó vẫn miệt mài làm việc, và lúc chúng ta đi ngủ ấy thì gan vẫn hoạt động bình thường anh chị nhá. Thế nhưng ấy thì cái lá gan là bộ phận duy nhất không có dây thần kinh cảm giác. Cho nên là mọi người để ý, khi mà ở bệnh gan ấy thường phát hiện ra thì nó đã ở cái giai đoạn cuối rồi. Bởi vậy chúng ta cần chủ động chăm sóc lá gan của mình, đừng để đến khi lá gan già héo đi thì chúng ta mới lo chạy chữa, lúc đấy thì sẽ không còn kịp nữa anh chị nhá. Và hôm nay thì Khang sẽ chỉ cho anh chị một cái loại nước là cứu tinh cho lá gan của chúng ta, đó chính là trà thảo mộc bo gan đấy ạ. Nó giúp thải độc gan, giúp phục hồi chức năng gan, và đặc biệt là rất phù hợp với anh chị nào đang bị gan nhiễm mỡ, men gan cao, mỡ máu cao, hoặc hay bị cái tình trạng là vàng da, ngứa ngáy do chức năng gan kém đấy, dùng vô cùng hiệu quả. Và để đưa các cái chỉ số gan mỡ, máu mỡ về mức bình thường nhanh nhất có thể thì anh chị hãy dùng cho Trang một liệu trình là 3 hộp như thế này anh chị nhé. Và đặc biệt là Trang đang có chương trình mua 2 tặng 1, mình dùng rất là tiết kiệm và đủ liệu trình cho mình đấy. Thì anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về cái trà thảo dược này thì hãy nhắn cho Trang ở phía dưới của video này, hoặc là qua bên phần giỏ hàng của Trang để đặt dùng anh chị nhé.